Truyền phải giữ thái tử ở lại trong cung, nhưng Sa Nạc vẫn đi theo ý của Bồ Tát, dẫn con ngựa kiền trắc cùng với Bồ Tát vừa thành ra đi. Lúc bấy giờ có chư thiên long thần phụng nghinh, nâng trận ngựa đưa Bồ Tát cùng Sa Nạc vượt thành an toàn. Nhờ vậy mà Bồ Tát vượt ra khỏi nhà phiền não, như vậy gọi là thành tựu xuất gia. Bồ Tát dùng bảy báu trang nghiêm cây Bồ Đề, gọi là thành tựu Bồ Đề thọ trang nghiêm. Đây là vì chúng sanh mà Bồ Tát dùng thần lực chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghỉ, hóa hiện ra các cảnh trang nghiêm như vậy. Bồ Tát trú cửu địa đầy đủ thành tựu chúng sanh và thanh tịnh Phật độ, vừa tự lợi vừa lợi tha nên được vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chư vị A-la-hán và Bích Chi Phật tuy cũng có vô lượng công đức, nhưng vì chưa đầy đủ lợi tha nên chẳng được như Bồ Tát. Đây là tướng của Bồ Tát cửu địa, thập địa còn gọi là Pháp Vân địa, ví như đám mây lớn đổ mưa liên tục. Bồ Tát trú ở địa này tự nhiên sanh vô lượng vô biên niệm thanh tịnh, vô lượng vô biên niệm Phật Pháp. Bồ Tát tự nghĩ rằng nếu ở cõi dục mà ta chưa nghe, chưa hàng phục được ma tâm, thì ma sơn não vẫn còn tập hợp ma chúng đến quấy nhiễu ta. Khi Bồ Tát đã hàng phục xong chúng ma, thì chư Phật khắp mười phương đều hoan hỷ, phóng hào quang xoa đầu và khen ngợi Bồ Tát. Đây là tướng của Bồ Tát thập địa. Lại nữa, Bồ Tát vào thập địa có vô lượng công đức như hiển hành Phật Pháp, đoạn hết thảy các tập khí phiền não được vô ngại giải thoát, đầy đủ mười lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, đại từ đại bi, cùng vô lượng các lực phương tiện khác. Lúc bấy giờ mặt đất hiện sáu điệu chấn động, từ trên không trung mưa hoa hương đổ xuống, chư Phật phóng đại quang minh chiếu khắp cả mười phương thế giới. Ở khắp mười phương chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư thiên đều tán thán rằng, ở cõi nước đó có vị Bồ Tát tọa đạo tràng thành tựu Phật sự phóng đại quang minh, đã vào thập địa đã được như Phật. Đây là tướng của Bồ Tát thập địa và cũng là tướng của Bồ Tát vào Phật địa vậy. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Thừa Đại Thừa Phát Thú Thập Địa. Phẩm 21 Xuất Đáo Ra Và Đến. Kinh: Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ông hỏi Ma Ha Diễn phát xuất từ đâu và an trú nơi đâu chăng? Này Tu Bồ Đề, Ma Ha Diễn phát xuất từ ba cõi, đến an trú trong nhất thiết trùng trí, vì là bất nhị pháp. Vì sao? Vì Ma Ha Diễn và nhất thiết trùng trí là hai pháp chẳng có hợp, chẳng có tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, mà chỉ là nhất tướng, là vô tướng. Nếu có ai muốn khiến thật tế xuất như pháp tánh xuất, bất khả tư nghị tánh xuất, thì đó là muốn vô tướng pháp xuất. Nếu có ai muốn khiến sắc không xuất dẫn đến thức không xuất, thì đó là muốn vô tướng pháp xuất. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, sắc không dẫn đến thức không, chẳng xuất từ ba cõi, cũng chẳng trú trong nhất thiết chủng trí, vì sắc tướng dẫn đến thức tướng đều là không. Nếu có ai muốn khiến nhãn không dẫn đến ý không xuất, nhãn thức không dẫn đến ý thức không xuất, nhãn xúc không dẫn đến ý xúc không xuất, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ xuất, thì đó là muốn vô tướng pháp xuất. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, nhãn không dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng xuất từ ba cõi, cũng chẳng trú trong nhất thiết trùng trí. Vì nhãn tướng dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ tướng đều là không. Nếu có ai muốn khiến mộng viễn diệm ảnh hóa xuất, thì đó là muốn khiến vô tướng pháp xuất. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, mộng viễn diệm ảnh hóa chẳng xuất từ ba cõi, cũng chẳng trú trong nhất thiết trùng trí, vì đều là tướng không. Nếu có ai muốn khiến đàm ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật xuất, thì đó là muốn khiến vô tướng pháp xuất. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, sáu pháp ba la mật chẳng xuất từ ba cõi, cũng chẳng an trú trong nhất thiết trùng trí, vì sáu pháp ba la mật đều là tướng không. Nếu có ai muốn khiến nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không xuất, thì đó là muốn vô tướng pháp xuất. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, 18 không chẳng xuất từ ba cõi, cũng chẳng an trú trong nhất thiết trùng trí, vì đều là tướng không. Nếu có ai muốn khiến bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo xuất, thì đó là muốn vô tướng pháp xuất. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo chẳng xuất từ ba cõi, cũng chẳng an trú trong nhất thiết trùng trí, vì ba bảy phẩm trợ đạo đều là tướng không, dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng là như vậy. Nếu có ai muốn khiến A-la-hán tánh, Bích Chi Phật tánh dẫn đến Phật tánh xuất, thì đó là muốn vô tướng pháp xuất. Vì sao?
Này Tu Bồ Đề, A-la-hán tánh dẫn đến Phật tánh chẳng xuất từ ba cõi, cũng chẳng an trú trong nhất thiết chủng trí, vì đều là tướng không. Nếu có ai muốn khiến bất sanh pháp, bất diệt pháp, bất cấu pháp, bất tịnh pháp, vô khởi pháp, vô tác pháp xuất, thì đó là muốn vô tướng pháp xuất. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, bất sanh pháp dẫn đến vô tác pháp, chẳng xuất từ ba cõi, cũng chẳng an trú trong nhất thiết chủng trí, vì đều là tướng không. Này Tu Bồ Đề, như vậy hết thảy các pháp đều chẳng có tướng an trú, nên là chẳng phải trú, cũng chẳng phải chẳng trú. Bởi nhân duyên vậy, nên nói ma ha diễn xuất từ ba cõi và đến an trú trong nhất thiết chủng trí là chẳng phải trú, cũng chẳng phải chẳng trú, vì là pháp bất động vậy. Luận hỏi: Phật đã biết rõ chỗ hỏi của Ngài Tu Bồ Đề rồi, nay vì sao Phật còn nêu lên nhiều câu hỏi nữa để cùng với Ngài Tu Bồ Đề giải đáp? Đáp: cũng như trường hợp bộ A Hàm Bát Nhã Ba La Mật Quá Mênh Mông được diễn đạt trong 10 vạn bài kệ, 320 vạn lời, chẳng phải một phen mà thuyết hết được. Các chỗ Ngài Tu Bồ Đề nêu trước đây Phật đã giải hai lần rồi, nay Ngài Tu Bồ Đề đặt câu hỏi thứ ba để được Phật giải đáp rõ hơn, nên biết rằng ngay trong pháp thanh văn cũng có nhiều sự việc bất khả tư nghị, chẳng phải chỉ trong một lần ở tại một nơi mà có thể giải đáp hết được, huống nữa là ở trong pháp đại thừa. Phật có vô ngại giải thoát, Bồ Tát có bất khả tư nghị tam muội, khiến mau thành lâu, lâu thành mau, xa thành gần, gần thành xa. Ý như trong kinh Pháp Hoa có nói, Phật thuyết pháp trong 60 tiểu kiếp mà nghe tưởng chừng như chỉ trải qua thời gian của một buổi ăn thôi, là nghĩa đó vậy. Hỏi: sắc có hình tướng có thể thấy được, còn thời gian là vô hình, như vậy làm sao có thể biến thời gian dài thành ngắn, ngắn thành dài được? Đáp: do nơi lực thần thông bất khả tư nghị mà Bồ Tát có thể làm các sự việc như vậy. Ví như người nằm mộng tưởng như mình đã trải qua một thời gian dài, mà khi tỉnh dậy mới biết cảnh mộng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc mà thôi vậy. Sự việc diễn biến trong một đêm nằm mộng mà phàm phu còn chưa hiểu được, như vậy làm sao phàm phu có thể hiểu thấu rõ chỗ hỏi của Ngài Tu Bồ Đề và chỗ giải đáp của Phật quá cao vời sâu thẳm mênh mông như trời như biển được. Trên đây Ngài Tu Bồ Đề hỏi: mà hà diễn phát xuất từ đâu và an trú nơi đâu? Phật dạy: mà hà diễn phát xuất từ ba cõi và đến an trú trong nhất thiết chủng trí bất động, vì là pháp bất động nên chẳng phải trú, cũng chẳng phải chẳng trú. Hỏi: mà hà diễn nhiếp về Phật pháp hay nhiếp về Bồ Tát pháp? Nếu nhiếp về Phật pháp thì sao lại phát xuất từ ba cõi? Còn nếu nhiếp về Bồ Tát pháp thì sao lại an trú trong nhất thiết chủng trí? Đáp: mà hạ diễn nhiếp về Bồ Tát pháp nên phát xuất từ ba cõi, khi đã dẫn đến kim cang tam muội và thành tựu đầy đủ các công đức rồi thì biến thành Phật pháp. Vì mà hạ diễn có đại lực dẫn thẳng đến Phật địa, chẳng còn chỗ nào cao hơn, nên nói mà hạ diễn đến an trú trong nhất thiết chủng trí. Khi đã đoạn sạch các phiền não, đã tu tập rốt ráo các công đức thì vào được pháp tịch diệt bất nhị vậy. Bởi vậy nên nói mà hà diễn và nhất thiết chủng trí chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng có hợp, chẳng có tan. Lại nữa, khi đã dứt giải các sở tri chướng, chẳng còn hư vọng nữa, thì là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô tướng vậy. Hỏi: vì sao nói ma ha diễn và nhất thiết chủng trí là chẳng phải một, chẳng phải khác, là nhất tướng, là vô tướng? Đáp: nên biết nhất tướng cũng tức là vô tướng. Đây là nhằm chỉ cho chúng sanh biết rằng thật tướng là chẳng có tướng xuất, chẳng có tướng nhập, chẳng xuất từ ba cõi và cũng chẳng nhập vào trong Phật đạo. Người ít trí huệ mới nói rằng thật tế rất vào Phật đạo. Nói như vậy là ở nơi vô tướng mà còn chấp có tướng xuất, có tướng nhập. Vì sao? Vì như pháp tánh thật tế là vô tướng, là bất khả tư nghị tướng. Nếu ở trong không mà muốn có xuất tướng thì đó là muốn vô tướng pháp xuất rồi vậy. Ở đây Phật nói năm ấm tướng là không, chẳng xuất từ ba cõi, cũng chẳng đến an trú trong nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì năm ấm là không thì 12 nhập 18 giới dẫn đến hết thảy các pháp đều là không cả, tất cả đều là hư vọng, đều là tự tướng không, chỉ ví như cảnh thấy trong mộng vậy thôi. Hết thảy các pháp đều là tự tướng không, nên chẳng có xuất cũng chẳng có nhập. Cho nên nói, nếu có ai muốn khiến sáu pháp ba la mật xuất, thì đó là muốn vô tướng pháp xuất.
Bồ Tát vì chúng sanh nói hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đều là tự tướng không dẫn đến ma ha diễn, nhất thiết chủng trí cũng đều là như vậy cả. Hỏi: sáu pháp ba la mật có chân có tục, tục đế chắc có pháp tướng có chân đế, nếu chẳng y nơi pháp tướng thì làm sao lập ra được sáu pháp ba la mật? Đáp: các vị Bồ Tát nào chưa được lậu tận thì còn tu phước, do còn tu phước nên còn tu sáu pháp ba la mật của phàm phu, trong trường hợp này mới thấy có xuất có nhập, vân vân. Trái lại, các đại Bồ Tát biết rõ ma ha diễn là vô tướng pháp, chẳng có xuất chẳng có nhập, ở nơi đây các pháp tướng chỉ là giả danh chẳng thật có. Bởi vậy nên khi nói ma ha diễn phát xuất từ ba cõi đến an trú trong nhất thiết chủng trí thì phải biết rõ rằng nhất thiết chủng trí cũng là giả danh chẳng thật có, cũng là pháp bất động vậy. Kinh: Phật lại bảo ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, ông muốn biết ma ha diễn đến an trú chỗ nào và vì sao chăng? Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều chẳng có tướng trú, vô trú tướng, nên ma ha diễn đến trú trong bất trú pháp. Ma ha diễn cũng ví như pháp tánh là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịch, vô tướng, vô tác, bất trú, phi bất trú. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, pháp tánh tướng là bất trú, phi bất trú, vì là tánh không dẫn đến vô tác tánh tướng cũng là tánh không, hết thảy các pháp đều là như vậy cả. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên ma ha diễn chẳng có trú xứ, vô trú xứ, vì chẳng có trú xứ nên là pháp bất động. Luận: hỏi, ma ha diễn có đại lực dẫn thẳng đến nhất thiết chủng trí, chẳng có pháp nào hơn được, như vậy vì sao này lại nói ma ha diễn là vô trú xứ? Đáp: trước đây nói ma ha diễn và nhất thiết chủng trí là chẳng phải một chẳng phải khác, là bất nhị pháp, nên trú chỉ là trú nơi như huyễn như mộng mà thôi. Bồ Tát tuy có trú trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, nhưng chẳng phải thật có trú. Cũng như vậy, ma ha diễn tuy có trú trong nhất thiết chủng trí mà chẳng có trú vậy. Trên đây Phật mật ý nói rằng từ vô thỉ đến nay hết thảy các pháp đều là vô trú, chẳng có pháp nào có trú xứ riêng rẽ cả. Nên biết nói trú là nói trú nơi rốt ráo không. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là như pháp tánh thật tế, đều là bất sanh, bất diệt, bất khởi, bất tác, nên chẳng phải trú bất trú, cũng chẳng phải chẳng trú phi bất trú. Nói bất trú là nhằm phá chấp hữu, cũng là nhằm nêu lên nghĩa vô thường để phá chấp về thường tướng. Nói phi bất trú là nhằm phá chấp về diệt tướng. Lại nữa, do thuận theo thế đế mà nói trú, nhưng nếu chấp bất trú thì cũng là lỗi lầm, nên nói phi bất trú vậy. Phật dạy pháp tánh tướng là không, nên là bất trú, phi bất trú, là vô khởi vô tác vậy. Kinh: Phật lại bảo ngài Tu Bồ Đề: này Tu Bồ Đề, ông muốn biết ai là người hành ma ha diễn và ai là người xuất từ ma ha diễn chăng? Này Tu Bồ Đề, chẳng có ai là người hành ma ha diễn và chẳng có ai là người xuất từ ma ha diễn cả. Vì sao? Vì chỗ dụng pháp và thời điểm xuất ra đều là vô sở hữu. Thế nhưng nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu thì dùng pháp gì để xuất ra được? Này Tu Bồ Đề, ngã bất khả đắc dẫn đến tri giả kiến giả bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Bất khả tư nghỉ tánh bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Năm ấm 12 nhập 18 giới bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bức Chi Phật, Bồ Tát, Phật bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Vô Thượng Bồ Đề, nhất thiết chủng trí bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất đắc, bất tịnh, bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Tăng giảng bất khả đắc, vì là rốt ráo thanh tịnh. Vì sao các pháp bất khả đắc là rốt ráo thanh tịnh? Này Tu Bồ Đề, vì pháp tánh bất khả đắc cũng là bất khả đắc, nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì như thật tế bất khả tư nghỉ, tánh bất khả đắc, pháp tướng bất khả đắc, pháp vị bất khả đắc cũng là bất khả đắc, nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì đàn ba la mật bất khả đắc dẫn đến bát nhã ba la mật bất khả đắc cũng là bất khả đắc, nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì nội không bất khả đắc dẫn đến vô pháp hữu pháp không bất khả đắc
cũng là bất khả đắc nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì bốn niệm xứ bất khả đắc dẫn đến 18 bất cộng pháp bất khả đắc cũng là bất khả đắc nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì bốn quả thanh văn bất khả đắc, quả bích chi Phật bất khả đắc, quả Bồ Tát bất khả đắc dẫn đến quả Phật bất khả đắc cũng là bất khả đắc nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì vô thượng Bồ Đề bất khả đắc dẫn đến nhất thiết chủng trí bất khả đắc cũng là bất khả đắc nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì bất sanh bất khả đắc, bất diệt bất khả đắc, vân vân cũng là bất khả đắc nên là rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này tu Bồ Đề, vì sơ địa bất khả đắc dẫn đến thập địa bất khả đắc cũng là bất khả đắc nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì Bồ Tát địa bất khả đắc dẫn đến Phật địa bất khả đắc cũng là bất khả đắc nên là rốt ráo thanh tịnh. Vì sao? Vì sơ địa chẳng có đắc, phi đắc cũng chẳng phải chẳng đắc, phi bất đắc dẫn đến thập địa chẳng có đắc cũng chẳng phải chẳng đắc nên đều là rốt ráo không. Lại nữa, này tu Bồ Đề, vì nội không bất khả đắc dẫn đến vô pháp hữu pháp không bất khả đắc, thành tựu chúng sanh bất khả đắc, thanh tịnh Phật độ bất khả đắc, năm nhãn bất khả đắc, sáu thần thông bất khả đắc, vân vân cũng đều là bất khả đắc cả nên là rốt ráo thanh tịnh. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát dụng pháp vô sở đắc mà hành Ma Ha diễn nên chẳng xuất được ba cõi, cũng chẳng an trú trong nhất thiết chủng trí. Luận: hành Ma Ha diễn đi vào Phật đạo để thành tựu chúng sanh gọi là xuất, hành Ma Ha diễn để thành tựu nhất thiết chủng trí cũng gọi là xuất. Phật nói pháp không, lại nói các pháp đều bất khả đắc là nhằm khuyến tấn các người hành Ma Ha diễn phải dụng pháp vô sở đắc để tu sáu pháp ba la mật. Nếu Bồ Tát khởi đại bi tâm, hành sáu pháp ba la mật độ thoát chúng sanh mà tâm chẳng chấp trước thì gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, hành đầy đủ pháp không. Phật lại dạy ngã bất khả đắc là rốt ráo không, là nhằm chỉ cho chúng sanh biết rõ rằng hết thảy các pháp dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều là bất sanh, bất diệt, bất cầu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm và đều là tự tướng không cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói, ngã chi giả, kiến giả dẫn đến chúng sanh, thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát, Phật đều là rốt ráo không cả. Hỏi, bất khả đắc có hai nghĩa. Đối với người thiểu trí thì nói theo nghĩa các pháp là bất khả đắc. Đối với người đại trí thì nói theo nghĩa các pháp bất khả đắc cũng là bất khả đắc. Như vậy ở nơi đây nói bất khả đắc theo nghĩa nào? Đáp, đây là nói về pháp không nên bất khả đắc phải được hiểu theo nghĩa thứ hai vậy. Hỏi, nếu nói các pháp trước sau đều bất khả đắc thì như vậy có lợi gì? Đáp, Phật thuyết các pháp là bất khả đắc là rốt ráo thanh tịnh, thế nhưng Phật sợ người tu hành là y trì nơi bất khả đắc mà chấp không, chấp vô pháp. Vì người sơ cơ mà Phật dùng vô để phá hữu, nhưng họ chưa được tâm thanh tịnh nên lại y trì nơi vô. Bởi vậy nên Phật dạy thêm rằng các pháp bất khả đắc cũng là bất khả đắc, hết thảy các pháp đều là bất khả đắc, dẫn đến pháp bất khả đắc cũng là bất khả đắc, nên hết thảy các pháp đều là rốt ráo thanh tịnh cả. Bồ Tát Ma Ha Tát dụng pháp vô sở đắc, hành Ma Ha diễn hướng về nhất thiết chủng trí. Hết quyển 50. Luận Đại Trí Độ, quyển 51. Phẩm thứ 22, thắng xuất, vượt lên trên hết thảy. Kinh: Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Ma Ha Diễn và người hành Ma Ha Diễn thắng xuất vượt lên trên hết thảy thế gian, trời người và Atula. Bạch Thế Tôn, Ma Ha Diễn ví như hư không, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ trú. Vì sao? Vì quá khứ là bất khả đắc, hiện tại là bất khả đắc, vị lai cũng là bất khả đắc, cả ba đời bình đẳng đều là bất khả đắc cả. Bởi nhân duyên vậy nên gọi là Ma Ha Diễn. Phật dạy, này tu Bồ Đề, đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật mới gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn có đầy đủ hết thảy các Đà La Ni môn, hết thảy các tam muội môn, từ thủ lăng nghiêm tam muội dẫn đến đi trước như hư không bất nhiễm tam muội. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn có đầy đủ 18 không, từ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, có đầy đủ 37 pháp trợ đạo, từ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, có hơi đầy đủ 10 lực dẫn đến 18 bất cộng pháp,
Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, mà Hà Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu cõi dục là thật có, là thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, pháp chẳng có, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi cõi dục là hư vọng, là ước tưởng, là hòa hợp, là danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu cõi sắc và cõi vô sắc là thật có, là thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi cõi sắc và cõi vô sắc là hư vọng, là ước tưởng, là hòa hợp, là danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là thật có, là thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là hư vọng, là ước tưởng, là hòa hợp, là danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu như pháp tánh thật tế bất khả tư nghị tánh là hữu pháp, pháp có, chẳng phải là vô pháp, pháp chẳng có, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi như pháp tánh thật tế bất khả tư nghị tánh là vô pháp, pháp chẳng có, là phi pháp, chẳng phải pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu sáu pháp ba la mật, từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi sáu pháp ba la mật là vô pháp, là phi pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu 18 không, từ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi 18 không là vô pháp, là phi pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là vô pháp, là phi pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu nhân pháp tánh, Tu Đà Hoàn pháp tánh, Tư Đà Hàm pháp tánh, A Na Hàm pháp tánh, A La Hán pháp tánh, Bích Chi Phật pháp tánh, Bồ Tát pháp tánh, Phật pháp tánh đều là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi nhân tánh, Tu Đà Hoàn tánh dẫn đến Phật tánh đều là vô pháp, là phi pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu hết thảy thế gian, trời người và Atula đều là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi hết thảy thế gian, trời người và Atula đều là vô pháp, là phi pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu trong khoảng thời gian từ khi Bồ Tát phát tâm đến khi tọa đạo tràng mà tâm là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi trong khoảng thời gian từ khi Bồ Tát sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, tâm là vô pháp, là phi pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu như kim cang huệ của Bồ Tát là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Bồ Tát chẳng có thể biết được hết thảy các kiết sử và tập khí là vô pháp,
là phi pháp dẫn đến chẳng có thể được nhất thiết trùng trí, khiến Maha Diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula được. Bởi như kim cang huệ của Bồ Tát là vô pháp, là phi pháp, nên Bồ Tát biết rõ hết thảy các kiết sử và tập khí đều là vô pháp, là phi pháp, khiến Maha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Này Tu Bồ Đề, nếu 32 tướng tốt trang nghiêm thân Phật là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì oai đức của Phật chẳng có thể vang lừng rộng khắp cả hàng xa thế giới được. Bởi 32 tướng tốt trang nghiêm thân Phật là vô pháp, là phi pháp, nên oai đức của Phật vang lừng rộng khắp cả hàng xa thế giới ở trong mười phương. Này Tu Bồ Đề, nếu quang minh của Phật là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì quang minh của Phật chẳng có thể chiếu khắp cả hàng xa thế giới được. Bởi quang minh của Phật là vô pháp, là phi pháp, nên chư Phật thường phóng quang minh đến vô lượng hàng xa thế giới. Này Tu Bồ Đề, nếu âm thanh của Phật với 60 âm điệu trang nghiêm là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì âm thanh trang nghiêm của Phật chẳng có thể biến khắp cả mười phương thế giới được. Bởi âm thanh của Phật với 60 âm điệu trang nghiêm là vô pháp, là phi pháp, nên chư Phật dùng âm thanh trang nghiêm nói pháp, khiến chúng sanh ở khắp mười phương thế giới đều được nghe pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp luân là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì chư Phật chẳng có thể truyền pháp luân được. Bởi pháp luân là vô pháp, là phi pháp, nên chư Phật thường truyền pháp luân, đưa chúng sanh vào vô dư niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều làm như vậy cả. Luận: Ngài Tu Bồ Đề nêu lên 5 câu hỏi về Maha Diễn và đều đã được Phật giải đáp rất đầy đủ rõ ràng. Bởi vậy nên Ngài rất vui mừng và tán thán rằng Maha Diễn có đại lực phá hết thảy các chấp về pháp tướng, thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Ví như ở thế gian, những người bị giam cầm trong ngục tối có thể vượt ra khỏi ngục bằng 3 cách. Hạng thứ nhất, nhờ nương theo đêm tối mà trốn thoát. Hạng thứ hai, nhờ lo lót tiền bạc mà được thoát khỏi ngục. Hạng thứ ba, nhờ có sức mạnh bên ngoài giúp đỡ phá ngục mà được thoát ngục. Cũng như vậy, ba thừa giáo tuy đều có thể giải thoát chúng sanh ra khỏi ngục tù ba cõi, ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng vẫn có chỗ sai khác nhau. A-la-hán chưa biết rõ tổng tướng và biệt tướng của các ma sự, chưa được đầy đủ các lực phương tiện để phá ngoại đạo, chưa sanh bi tâm nhằm lợi sanh mà chỉ cầu niết bàn do vì nhàm chán sanh tử. Bích Chi Phật tuy đã có bi tâm, có lực thần thông khiến phá được các ác ma ngoại đạo, nhưng vẫn chưa bằng được Bồ Tát. Bồ Tát từ sơ phát tâm đã khởi đại bi tâm, thương xót hết thảy chúng sanh, nên dù chưa thành Phật cũng đã có vô lượng công đức làm lợi lạc cho chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát đã quyết định biết rõ thật tướng các pháp, đã được đầy đủ 6 pháp ba la mật, nên có đại lực phá các ma vương và ngoại đạo, tận đoạn các kiết sử phiền não. Bồ Tát biết rõ tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp, nên được nhất thiết chủ trí dẫn đến được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Tu Bồ Đề tán thán Maha Diễn có đại lực phá hết thảy các chấp về pháp tướng, nên thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Ví như hư không bao trùm cả vạn vật mà hư không vẫn bất tận, cũng như vậy đại thừa Maha Diễn bao trùm hết thảy các pháp Phật trong cả ba đời mà vẫn như như, vẫn thường hằng, nên nói Maha Diễn chẳng có tướng xuất, chẳng có tướng nhập, chẳng có tướng trú, chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, chẳng có vị lai. Vì sao? Vì cả ba đời đều nhiếp trọn trong Maha Diễn cả vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Tu Bồ Đề được Phật tán thán. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề đã tán thán Maha Diễn rồi, như vậy vì sao Phật còn tán thán thêm nữa? Đáp: Phật tán thán chỗ Ngài Tu Bồ Đề đã tán thán. Vì sao? Vì nghĩa lý của Maha Diễn quá sâu xa, nên trước phải nói rõ về tướng của Maha Diễn, rồi sau mới nói đến các pháp ba la mật, các đà la ni, các tam muội, 18 không, 4 niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Đúng như lời Ngài Tu Bồ Đề nói, Maha Diễn đã thật sự phá hết thảy các chấp về pháp tướng và thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Vì sao? Vì ba cõi là hư dối, là như mộng, như huyễn cả. Chỉ vì vô minh duyên khởi mà sanh ra có nhân có quả, nhưng tất cả đều chẳng phải là thật pháp. Lại nữa, hết thảy pháp đều là vô thường, là tán hoại, là tự tướng không, dẫn đến ba cõi cũng là như vậy. Tất cả đều là vô tướng, là phi tướng, nên Maha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula.
Do nghiệp lực mới có năm ấm 12 nhập 18 giới, dẫn đến mới có xúc có thọ. Nếu các pháp thế gian này đều là hữu pháp, đều chẳng phải là vô pháp, thì Maha Diễn chẳng có thể thắng suốt thế gian được. Nhưng bởi các pháp thế gian đều là vô pháp, là phi pháp, nên Maha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula vậy. Hỏi, nói các pháp hữu vi do duyên hòa hợp sanh đều là pháp chẳng có, là vô pháp thì còn hợp lý, còn như pháp tánh thật tế bất khả tư nghị tánh là những pháp vô vi. Sao cũng nói là tự tánh không, là vô pháp, là phi pháp. Đáp, vô vi là tánh không, nên là pháp chẳng có, là chẳng phải pháp, tức là vô pháp, là phi pháp vậy. Phật dạy, nếu ly pháp hữu vi thì chẳng có được pháp vô vi. Pháp vô vi là bất khả đắc. Vì sao? Vì thật tướng của hữu vi và vô vi. Vì thật tướng của hữu vi là vô vi. Người nào quán được pháp hữu vi là hư vọng, là chẳng thật có, thì có thể biết rõ pháp tánh thật tế là như như. Vì phàm phu ở nơi pháp tánh như như mà khởi chấp tướng, thủ tướng, nên phải nói vô pháp tánh vậy. Thế nhưng dù nói có pháp tánh hay nói chẳng có pháp tánh, thì đó cũng chỉ là các phương tiện nhân duyên để phá trừ các chấp về pháp tướng cả. Như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghị tánh cũng là như vậy. Ví như đàn ba la mật là pháp vô vi, nhưng đối với người sơ học thì phải nói có pháp đàn ba la mật nhằm phá san tham, còn đối với các bậc thánh thì nói đàn ba la mật là không. Bởi vậy nên nói có đàn ba la mật thế gian và đàn ba la mật xuất thế gian. Vì sao? Vì nếu chúng sanh là thật có, là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì chẳng thể độ họ vào vô dư niết bàn được. Hỏi, kể từ 32 tướng tốt của Phật trở về sau, vì sao chẳng nói Maha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian nữa? Đáp, 32 tướng tốt của Phật dẫn đến chuyển pháp luân cũng chỉ là danh tự. Trước đây nói Maha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian là nói về tổng tướng, còn từ 32 tướng tốt của Phật trở về sau để nhiếp về biệt tướng, nhằm so sánh các pháp thế gian này, nhằm so sánh các pháp xuất thế gian này với các pháp thế gian ngoại đạo. Phật có 32 tướng tốt, có quang minh chiếu diệu, có âm thanh trang nghiêm, có chuyển pháp luân lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Đây là những pháp vô thượng mà thế gian ngoại đạo chẳng sao có thể sánh kịp được. Sở dĩ trong đoạn kinh trên đây, Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng Maha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian vì Phật muốn phá tâm điên đảo của chúng sanh, vọng chấp có ngã, có pháp. Hỏi, ở trong khắp mười phương có đến sáu đạo chúng sanh, vì sao chỉ nói thắng suốt trời người và Atula mà thôi? Đáp, trong sáu đạo chúng sanh thì Maha Diễn đều thắng suốt tất cả. Hỏi, trong kinh Long Vương có nhiều trường hợp loài rồng cũng được đạo Bồ Tát, như vậy vì sao xếp loài rồng vào trong ác đạo? Đáp, trong vô lượng vô biên loài chúng sanh thì loài rồng được đạo rất ít. Nên biết rằng có kinh nói, do muốn hóa độ Long Vương mà có đại Bồ Tát làm thân rồng, sống chung với loài rồng vậy. Phẩm thứ 23, đẳng không bằng với không. Kinh, Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, này Tu Bồ Đề, ông nói Maha Diễn và hư không đồng đẳng chăng? Đúng như lời ông nói, Maha Diễn đồng đẳng với hư không. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, ông nên biết hư không chẳng có mười phương, phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, bốn phương chéo, phương trên và phương dưới. Maha Diễn cũng như vậy, hư không chẳng phải dài, chẳng phải ngắn, chẳng phải tròn, chẳng phải vuông. Maha Diễn cũng như vậy, hư không chẳng xanh, chẳng đỏ, chẳng đen. Maha Diễn cũng như vậy, hư không chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Maha Diễn cũng như vậy, hư không chẳng có tăng, chẳng có giảm. Maha Diễn cũng như vậy, hư không chẳng có cấu, chẳng có tịnh, Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng sanh, chẳng trú, chẳng diệt, Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng thiện, chẳng bất thiện, chẳng vô ký, chẳng phải chẳng thiện, chẳng phải chẳng bất thiện, chẳng phải chẳng vô ký, Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết, Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có tướng nhiễm, chẳng có tướng ly, Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có lệ thuộc vào ba cõi, Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có sơ phát tâm dẫn đến chẳng có phật tâm, Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có địa tánh, Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có thanh văn quả, bích chi phật quả dẫn đến chẳng có phật quả, Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng có thanh văn địa, bích chi phật địa dẫn đến chẳng có phật địa, Maha Diễn cũng như vậy.
Bởi nhân duyên vậy nên nói Maha Diễn đồng đẳng với hư không. Này Tu Bồ Đề, lại nữa, hư không chẳng phải sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải thấy được, khả kiến, chẳng phải chẳng thấy được, bất khả kiến, chẳng phải có đối, hữu đối, chẳng phải chẳng có đối, vô đối, chẳng phải hợp, chẳng phải tan. Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã. Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, chẳng phải vô tướng, chẳng phải chẳng vô tướng, chẳng phải vô tác, chẳng phải chẳng vô tác. Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng tịch diệt, chẳng phải ly, chẳng phải chẳng ly. Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải có thể được khả đắc, chẳng phải chẳng có thể được bất khả đắc. Maha Diễn cũng như vậy. Hư không chẳng phải có thể nói ra bất khả thuyết, chẳng phải chẳng có thể nói ra bất khả thuyết. Maha Diễn cũng như vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói Maha Diễn đồng đẳng với hư không. Luật, Ngài Tu Bồ Đề tán thán Maha Diễn cùng hư không bình đẳng. Phật nói rộng thêm cho sáng nghĩa. Ví như nói hư không chẳng có mười phương, Maha Diễn cũng chẳng có mười phương, vân vân. Hỏi, nói hư không như vậy là đúng vì hư không là pháp vô vi, nên chẳng có sắc thanh hương vị. Còn như tu theo đại thừa Maha Diễn, thì hành giả có hành các pháp hữu vi, có hành các sắc pháp, như hành bố thí, hành các ba la mật khác, vân vân. Như vậy làm sao có thể nói Maha Diễn cùng hư không bình đẳng được? Đáp, phải nên xét sáu pháp ba la mật về cả hai mặt, thế gian và xuất thế gian. Ba la mật thế gian là pháp hữu vi, có nhiếp sắc pháp nên chẳng có đồng với hư không. Còn ba la mật xuất thế gian là như pháp tánh thật tế do trí huệ hòa hợp mà có, nên tạo như hư không. Cứ y theo đó mà tu thì sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Khi vào được vô sanh pháp nhẫn rồi thì chẳng còn phân biệt nữa, nên là như hư không vậy. Lại nữa, Phật dùng vô ngại trí quán thật tướng pháp như hư không. Người chưa được trí huệ thanh tịnh chẳng có thể làm như vậy được. Trước sau, Phật đều nói rốt ráo không. Ví như nói vô dư niết bàn tướng đồng như hư không thì chẳng ai có thể nghi ngờ gì được nữa. Hỏi, nói mà Hà Diễn là vô sở hữu nên là như hư không là đủ rồi, vì sao còn dẫn chứng thêm nhiều thí dụ khác làm gì nữa? Đáp, vì các Bồ Tát sơ phát tâm vẫn còn chấp tâm, còn chấp các nội ngoại nhân duyên sanh pháp nên chưa thấy rõ Maha Diễn là vô sở hữu, là như hư không. Bởi vậy nên Phật phải nêu thêm nhiều thí dụ cho thấy rõ Maha Diễn cùng hư không bình đẳng, nhằm tận trừ các chấp về pháp tướng. Kinh, này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, hư không dùng thọ vô lượng vô biên chúng sanh, Maha Diễn cũng như vậy, dùng thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Đúng như vậy, chúng sanh là vô sở hữu nên hư không cũng vô sở hữu, hư không vô sở hữu nên Maha Diễn cũng vô sở hữu. Bởi vậy nên nói Maha Diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh, hư không, Maha Diễn cùng hết thảy các pháp đều là vô sở hữu, là bất khả đắc cả. Lại nữa, ngã vô sở hữu dẫn đến tri giả, kiến giả cũng đều là vô sở hữu. Bởi vậy nên như pháp tánh thật tế cũng là vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều là vô sở hữu cả. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp mà có. Này Tu Bồ Đề, Maha Diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến tri giả, kiến giả thật tế của vô lượng vô biên pháp đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã vô sở hữu dẫn đến tri giả, kiến giả vô sở hữu, nên bất khả tư nghỉ tánh vô sở hữu. Bất khả tư nghỉ tánh vô sở hữu, sắc dẫn đến thức vô sở hữu nên hư không vô sở hữu. Maha Diễn vô sở hữu dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, Maha Diễn dùng thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu nên nhãn dẫn đến ý vô sở hữu, nhãn dẫn đến ý vô sở hữu nên hư không vô sở hữu. Maha Diễn vô sở hữu dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, Maha Diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu dẫn đến tri giả, kiến giả vô sở hữu, nên nội không vô sở hữu dẫn đến vô pháp không vô sở hữu.
Vô pháp hữu pháp không vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, mà hà diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả kiến giả vô sở hữu, nên bốn niệm xứ vô sở hữu, dẫn đến 18 bất cộng pháp vô sở hữu. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, mà hà diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả kiến giả vô sở hữu, nên tánh địa vô sở hữu, dẫn đến dĩ tác địa vô sở hữu. Tánh địa dẫn đến dĩ tác địa vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, ma ha diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả kiến giả vô sở hữu, nên bốn quả thanh văn vô sở hữu. Bốn quả thanh văn vô sở hữu, nên hư không vô sở hữu, mà hà diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, ngã và chúng sanh vô sở hữu, dẫn đến tri giả kiến giả vô sở hữu, nên thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa vô sở hữu, thành văn thừa, bích chi Phật thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa vô sở hữu, nên nhất thiết trùng trí vô sở hữu, hư không vô sở hữu, mà hà diễn vô sở hữu, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều vô sở hữu. Này Tu Bồ Đề, ma ha diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì ngã và chúng sanh bất khả đắc, dẫn đến vô lượng vô biên pháp cũng đều bất khả đắc. Lại nữa, vì như niết bàn tánh dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, thì ma ha diễn cũng dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì như hư không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, thì ma ha diễn cũng dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh vậy. Luận hỏi: vì sao chẳng nói hư không quảng đại mà lại nói hư không vô sở hữu dung thọ vạn vật và cùng với ma ha diễn bình đẳng? Đáp: vì ai cũng đều biết hư không là vô sở hữu và dung thọ vạn vật. Hỏi: tâm và tâm sở cũng vô sắc vô hình, vì sao chẳng nói các tâm và tâm sở dung thọ vạn vật? Đáp: tướng của các tâm và tâm sở là hay biết, chẳng phải là tướng dung thọ. Lại nữa, tâm và tâm sở chẳng có trú xứ, chẳng có trong có ngoài, có gần có xa, vân vân. Do phản phù chấp sắc pháp có tướng, nên mới phân biệt sắc pháp với tâm pháp, rồi từ đó khởi sanh ý niệm về trú xứ vậy. Lại do chấp sắc xứ mà khởi chấp có hư không, nên biết tánh của hư không là dung thọ, trái với hư không là sắc, cũng như trái với vô minh là minh vậy. Chỗ nào chẳng có vô minh thì minh hiện ra, chỗ nào chẳng có khổ là có lạc, cũng như vậy, chỗ nào chẳng có sắc là có hư không. Tâm và tâm sở chẳng có nghĩa dung thọ, như tà kiến chẳng dung thọ chánh kiến vậy. Còn tánh của hư không là dung thọ hết thảy các vật. Tâm và tâm sở có sanh có diệt, khiến người tu hành có thể tu đạt được các chấp đó. Còn hư không chẳng phải như vậy, vì hư không là trường tồn, là chẳng có đoạn diệt. Bởi vậy nên mặc dù tâm và tâm sở cũng là vô sắc vô hình như hư không, nhưng vẫn khác với hư không. Tâm và tâm sở chẳng dung thọ vạn vật, còn hư không thì dung thọ tất cả. Hỏi: vì sao chẳng nói hư không là vô lượng vô biên dung thọ vạn vật, mà lại nói hư không là vô sở hữu dung thọ vạn vật? Đáp: hư không chẳng có tự tướng, chỉ do đối đãi với sắc tướng mà nói có hư không tướng vậy thôi. Đã chẳng có tự tướng thì hư không tướng cũng chẳng thật có. Bởi vậy nên chẳng có thể nói hư không là vô lượng vô biên được. Hỏi: trước đây nói rằng hư không có tướng dung thọ vạn vật, vì sao nay lại nói hư không tướng là chẳng thật có? Đáp: dùng thọ tướng là vô sắc tướng. Vì sao? Vì chỗ nào chẳng có sắc tướng thì hư không tướng liền hiện ra vậy. Như vậy, nếu chưa có sắc mà đã có hư không rồi, thì hư không là chẳng có tướng, là vô tướng vậy.
Vì sao? Vì do đối đãi với sắc mà có hư không, như vậy hư không cũng là tác pháp, chẳng phải là chân pháp, nên nói hư không là vô tướng, là bất khả đắc. Hỏi, trước nói hư không tướng là vô tướng, rồi sau đó lại nói chỗ nào chẳng có sắc tướng, thì hư không tướng liền hiện ra, như vậy là có hư không tướng, sao lại nói hư không tướng chẳng thật có? Đáp, hư không là chẳng có tướng tức là vô tướng, hư không chẳng có chỗ trú tức là vô sở trú. Cho nên, dù nói hư không có tướng thì tướng ấy cũng chẳng phải là tướng, vô sở tướng, chẳng phải trú, vô sở trú rồi vậy. Lại nữa, nếu nói rằng tướng của hư không là vô sở trú, thì vô sở trú tướng ấy cũng là không. Vì sao? Vì ly tướng tức là ly trú xứ tướng tức là vô tướng, là vô sở trú tướng rồi vậy. Bởi vậy nên nói hư không chẳng có tướng tức là vô tướng, hư không chẳng phải hữu pháp tức là phi pháp, là vô pháp vậy. Phải đoạn hết ngôn ngữ, phải dứt sạch các tâm hành xứ mới thấy rõ hư không tướng là niết bàn tướng, là vô tướng vậy. Hết thảy các pháp tướng cũng đều là như vậy cả. Hỏi, nếu nói như vậy thì hết thảy các pháp cũng là hư không rồi, sao còn lấy hư không làm dụ để làm gì nữa? Đáp, các pháp đều do duyên hòa hợp mà có nên đều là hư dối. Chúng sanh do vô minh che tâm mà khởi chấp có các pháp, chấp có sáu căn, sáu trần, sáu thức, vân vân, do điên đảo chấp như vậy mà tâm trí của chúng sanh bị mê mờ, nên Phật lấy hư không làm dụ để phá các chấp vi tế về có pháp, hữu pháp. Do đối đãi với sắc mà nói có hư không, như hư không cũng chỉ là giả danh chẳng thật có. Cũng như vậy, do năm ấm hòa hợp mà giả danh có chúng sanh, nhưng chúng sanh là chẳng thật có. Chúng sanh cũng như hư không đều chẳng thật có, chẳng phải là định pháp. Maha diễn cũng là như vậy. Nếu hư chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có Bồ Tát, chẳng có Phật, dẫn đến chẳng có Maha diễn. Bởi nhân duyên vậy nên nói Maha diễn dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì nếu Maha diễn là hữu pháp thì chẳng thể dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh được. Do vì Maha diễn là vô pháp, là phi pháp, nên mới dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Hỏi, nếu hư không là chẳng thật có thì làm sao có thể lấy hư không làm dụ, làm sao có thể ví Maha diễn với hư không dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh được? Đáp, Phật nói Maha diễn là tánh không, vô lượng vô biên chúng sanh là tánh không, hết thảy các pháp cũng là tánh không. Bởi nhân duyên vậy nên Maha diễn có thể dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh. Vì sao? Vì hư không Maha diễn dẫn đến hết thảy chúng sanh đều là bất khả đắc cả. Có thuyết nói, do mười phương hư không đều bất khả đắc nên vô số cũng bất khả đắc. Đồng đẳng với hư không chỉ do phân biệt mà nói có một số, có nhiều số, có một pháp ba la mật dẫn đến có sáu pháp ba la mật, vân vân. Lại có thuyết nói, do lúc ban đầu chấp có một số nên mới có vô số các số hòa hợp dẫn đến có vô số các pháp hòa hợp. Như vậy thì biết rằng vô số chỉ là danh từ, chẳng phải là định pháp. Vì sao? Vì một pháp đã là không thì vô số pháp cũng là không. Lại có thuyết nói, mỗi số mỗi pháp đều do phân biệt, do suy lượng mà có. Các pháp đã là không thì vô số, vô lượng, vô biên đều chẳng thật có. Nên biết nói lượng là nói về tổng tướng, nói biên là nói về biệt tướng. Vì sao? Vì có chủ lượng dẫn đến mới có biên tế, mới dẫn đến có biên tế. Lại nữa, ngã và chúng sanh dẫn đến tri giả, kiến giả đều là không nên vô số cũng là không. Vô số đã là không thì vô lượng vô biên dẫn đến hết thảy pháp đều là không cả. Bởi nhân duyên vậy nên nói Maha diễn có thể dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, vì hết thảy các pháp đều là rốt ráo không cả. Lại cũng nên biết sự và tướng chẳng rời nhau. Nếu chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có pháp, và ngược lại, nếu chẳng có pháp thì cũng chẳng có chúng sanh. Trước nói về tổng tướng là nói hết thảy pháp đều không, sau nói về biệt tướng là nói về pháp không, pháp như, pháp tánh, thật tế, vân vân. Như vậy là trước sau đều trình bày diệu pháp. Vì sao? Vì nói các pháp là không, có nghĩa là nói hết thảy các pháp ở nơi bất khả tư nghị tánh đều là diệu pháp cả, dẫn đến vô dư niết bàn tánh cũng là như vậy. Kinh Phật bảo tiếp, này Tu Bồ Đề, ông nói Maha diễn chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ trú chăng? Đúng như lời ông nói, Maha diễn chẳng có chỗ đến vô lai, chẳng có đi vô khứ, chẳng có trú vô trú.
Đúng như lời ông nói, Maha Diễn chẳng có đến, vô lai, chẳng có đi, vô khứ, chẳng có trú, vô trú. Vì sao? Sắc dẫn đến thức chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên là vô sở trú. Sắc pháp dẫn đến thức pháp, sắc như dẫn đến thức như, sắc tánh dẫn đến thức tánh, sắc tướng dẫn đến thức tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Cũng như năm ấm, tất cả 12 nhập, 18 giới, 6 đại trùng, đều như vậy cả. Này tu Bồ Đề, nhãn dẫn đến ý, nhãn pháp dẫn đến ý pháp, nhãn như dẫn đến ý như, nhãn tánh dẫn đến ý tánh, nhãn tướng dẫn đến ý tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Địa trùng dẫn đến thức trùng, địa trùng pháp dẫn đến thức trùng pháp, địa trùng như dẫn đến thức trùng như, địa trùng tánh dẫn đến thức trùng tánh, địa trùng tướng dẫn đến thức trùng tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Này tu Bồ Đề, như, như pháp, như tánh, như tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Thật tế pháp, thật tế như, thật tế tánh, thật tế tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Bất khả tư nghỉ, bất khả tư nghỉ pháp, bất khả tư nghỉ tánh, bất khả tư nghỉ tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, đàn ba la mật pháp dẫn đến bát nhã ba la mật pháp, đàn ba la mật như dẫn đến bát nhã ba la mật như, đàn ba la mật tánh dẫn đến bát nhã ba la mật tánh, đàn ba la mật tướng dẫn đến bát nhã ba la mật tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát, Bồ Tát pháp, Bồ Tát như, Bồ Tát tánh, Bồ Tát tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Phật, Phật pháp, Phật như, Phật tánh, Phật tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác pháp, vô thượng chánh đẳng chánh giác như, vô thượng chánh đẳng chánh giác tánh, vô thượng chánh đẳng chánh giác tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Này tu Bồ Đề, hữu vi pháp, hữu vi như, hữu vi tánh, hữu vi tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Vô vi pháp, vô vi như, vô vi tánh, vô vi tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều là vô sở trú. Này tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy, nên nói Maha Diễn, chẳng có chỗ đến, vô lai, chẳng có chỗ đi, vô khứ, chẳng có chỗ trú, vô trú. Luận. Đoạn kinh trên đây tán thán Maha Diễn là chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ đi, chẳng có chỗ trú, và tán thán thật tướng của các pháp là bất động. Hỏi. Các pháp đều có chỗ đến, chỗ đi, chỗ trú, như vậy vì sao lại nói pháp tướng là bất động? Đáp, vì là chẳng có ngã, vô ngã, chẳng có chúng sanh, vô chúng sanh, nên ở nơi hết thảy pháp chẳng có người thấy, cũng chẳng có người biết. Bởi vậy nên nói hết thảy pháp đều là chẳng đến vô lai, chẳng đi vô khứ. Vì đi đến khứ lai cũng là chẳng đi đến vô khứ lai vậy. Lại nữa, ở cả ba đời thì tầm cầu tướng đi đến khứ lai là chẳng có thể được, bất khả đắc vậy. Hỏi, thần có di động như vậy vì sao lại nói chẳng có khứ lai? Đáp, chẳng phải như vậy, các tướng khứ lai đều là bất khả đắc. Nếu ly khứ thời thì khứ tướng là bất khả đắc. Vì sao? Vì phải ở nơi khứ thời mới có khứ tướng, và phải ly khứ tướng mới thấy được khứ thời. Vì sao? Vì khứ thời và khứ tướng là hai pháp khác nhau. Ví như người đi chẳng phải là thời gian đi vậy. Lại nữa, ly người đi thì chẳng có tướng đi, ngược lại ly tướng đi thì cũng chẳng có người đi. Vì sao? Vì người đi và tướng đi đều là bất khả đắc cả. Đối với các tướng lai tướng trú cũng đều là như vậy cả. Phật dạy, các pháp hữu vi đều là pháp sanh diệt, đều chẳng có định tướng, bởi vậy nên nói các pháp là vô khứ, vô lai, vô trú, là bất động. Vì sao? Vì sắc, sắc pháp, sắc như, sắc tánh, sắc tướng, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên đều chẳng trú, vô sở trú. Nếu mắt thấy sắc mà chẳng phân biệt được tốt xấu, thật hư, chẳng phân biệt được tự tướng hay tha tướng, thì chẳng có thể biết được sắc pháp là vô thường, là sanh diệt, là bất định. Nếu biết rõ sắc pháp chỉ là danh tự, chỉ do duyên hòa hợp mà có,
thì mới biết rõ sắc pháp chỉ là như bọt nước, là hư dối, là ly tán, là chẳng thật có. Sắc hiện tại đã là như vậy thì sắc quá khứ, sắc vị lai cũng là như vậy cả. Lại nữa, chư Phật và chư Đại Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là rốt ráo thanh tịnh, quán sắc, sắc pháp, sắc như, sắc tánh, sắc tướng đều do duyên hòa hợp mà có, chẳng phải như phàm phu điên đảo vọng thấy sắc vậy. Vì sao? Vì chư Phật và chư Đại Bồ Tát thấy được thật tánh của sắc. Hỏi: tánh của sắc rất sâu xa mầu nhiệm, như vậy làm sao chư Bồ Tát có thể thấy được? Đáp: vì Bồ Tát có đầy đủ năng lực nên biết được như vậy. Ví như khi thấy khói là liền biết có lửa, cũng như vậy Bồ Tát biết rõ sắc là vô thường, là tán hoại, là thô tướng, là khổ tướng, nên cũng biết rõ tánh của sắc là không. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng đi vô khứ, chẳng đến vô lai, chẳng trú vô trú. Kinh Phật lại bảo tiếp: này Tu Bồ Đề, ông nói ma diễn chẳng có trước, chẳng có sau, chẳng có chặng giữa chăng? Ông nói cả ba đời đều là bất khả đắc, đều là bình đẳng nên gọi là ma diễn chăng? Đúng như lời ông nói, cả ba đời đều là bất khả đắc, đều là bình đẳng nên gọi là ma diễn. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, về quá khứ là tánh không, hiện tại là tánh không, vị lai là tánh không, cả ba đời đều là tánh không nên đều là bình đẳng. Dẫn đến ma diễn cũng là tánh không, Bồ Tát cũng là tánh không nên đều là bình đẳng. Tánh không là chẳng phải một, chẳng phải khác nên là bình đẳng. Lại nữa, không và bất không là chẳng có khác nhau nên và đều là bình đẳng cả. Ma diễn và Bồ Tát là bình đẳng, là bất khả đắc. Nhiễm và bất nhiễm là bình đẳng, là bất khả đắc. Thiện và bất thiện là bình đẳng, là bất khả đắc. Thường và vô thường, lạc và khổ cũng đều là bình đẳng, là bất khả đắc. Dẫn đến cõi dục và cõi phi dục, cõi sắc và cõi phi sắc, cõi vô sắc và cõi phi vô sắc cũng đều là bình đẳng, là bất khả đắc cả. Vì sao? Vì ma diễn tự pháp là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai dẫn đến thức quá khứ, thức hiện tại, thức vị lai cũng đều là tánh không. Ở trong tánh không thì quá khứ, hiện tại và vị lai đều là bất khả đắc cả. Này Tu Bồ Đề, đàn ba la mật quá khứ, đàn ba la mật hiện tại, đàn ba la mật vị lai dẫn đến bát nhã ba la mật quá khứ, bát nhã ba la mật hiện tại, bát nhã ba la mật vị lai cũng đều là tánh không, đều là bình đẳng, đều là bất khả đắc cả. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Này Tu Bồ Đề, phàm phu ở cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì ba đời bình đẳng vậy. Này Tu Bồ Đề, thanh văn bích chi Phật, Bồ Tát, Phật ở trong cả ba đời đều là bất khả đắc cả. Vì sao? Vì chúng sanh bất khả đắc, vì ba đời bình đẳng nên thanh văn bích chi Phật, Bồ Tát, Phật bất khả đắc vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát an trú trong bát nhã ba la mật, biết rõ ba đời bình đẳng, thành tựu được nhất thiết chủng trí, như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát hành Ma Diễn. Bồ Tát an trú trong Ma Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula nên thành tựu được nhất thiết chủng trí. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, lành thay, lành thay, trong quá khứ Bồ Tát đã ở trong Ma Diễn tu học mà được nhất thiết chủng trí, trong vị lai Bồ Tát cũng sẽ ở trong ma diễn tu học để được nhất thiết chủng trí, trong hiện tại chư Bồ Tát cũng đang ở trong ma diễn tu học để được nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên ma diễn là diệu pháp của chư Bồ Tát. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, đúng như vậy, đúng như vậy, chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều ở trong ma diễn tu học mà được nhất thiết chủng trí. Luận: trên đây ngài Tu Bồ Đề tán thán ma diễn ở trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều bất khả đắc. Phật giảng rộng cho ngài Tu Bồ Đề nghe rằng ba đời đều bình đẳng, đều là tánh không nên đều là bất khả đắc. Dẫn đến Bồ Tát cũng là tánh không, ma diễn cũng là tánh không nên đều là bất khả đắc. Phật dạy rằng tánh không chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng có hợp, chẳng có tan, nên ba đời đều bình đẳng là bất khả đắc. Khi đã biết rõ ba đời bình đẳng thì vào được không tam muội, Bồ Tát ở nơi rốt ráo không nên được tự tại, dùng các pháp tương đãi để rộng độ chúng sanh khắp ba cõi. Nơi đây Phật mật ý nói rằng các pháp đều do duyên hòa hợp mà có nên đều là tự tánh không. Sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai đều là tự tánh không. Vì sao?
Vì trong không chẳng có ba đời, Bồ Tát Quán Năm Ấm ở trong cả ba đời đều là bất khả đắc, nên phát tâm bố thí, mà biết rõ bố thí là bất khả đắc. Hỏi: vì sao ba đời bình đẳng mà bố thí lại bất khả đắc? Đáp: vì các pháp ở trong cả ba đời đều bình đẳng, dù mỗi pháp đều có tướng riêng nhưng các pháp tướng đều bình đẳng cả. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp đều bất khả đắc, Thanh Văn Bích Chi Phật, Bồ Tát Phật cũng đều bất khả đắc. Vì chúng sanh là tánh không nên Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, học ba đời là bình đẳng, là tự tánh không, tu tập các thiện pháp nên được đầy đủ nhất thiết chủng trí. Phật dạy: Bồ Tát an trú trong Ma Ha Diễn, tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên thắng suốt hết thảy thế gian, trời người và Atula. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề tán thán: lành thay, Ma Ha Diễn là diệu pháp của chư Bồ Tát. Vì sao? Vì trong quá khứ Bồ Tát đã ở trong Ma Ha Diễn tu học mà được nhất thiết chủng trí. Trong vị lai, Bồ Tát cũng sẽ ở trong Ma Ha Diễn tu học để được nhất thiết chủng trí. Trong hiện tại, Bồ Tát cũng đang ở trong Ma Ha Diễn tu học để được nhất thiết chủng trí. Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề: đúng như vậy, đúng như vậy. Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều ở trong Ma Ha Diễn tu học mà thành tựu được nhất thiết chủng trí. Hết quyển 51.